Aluminum là đó thì là cái xe này nó sẽ ở cửa rồi thì tập hợp nó thì được không mà đó rồi cũng làm được tập hợp nó sẽ xì ở trong ngoài ngoài nó sẽ lìa nó nó sẽ lìa trong ngoài ngoài nó sẽ lìa bỏ nó ngoài ra ta thì cái gì mình sẽ bảo cũng nhớ là ngoài ra ta thì khuyên này bỏ nó thì tập hợp nó cũng bây giờ tập hợp phát sinh cái này nha đó cũng làm được tập hợp được nó thì tha vì đó khi nhớ cái sao ở trong cái này nhớ còn ngoài này thì cũng sưu sưu được nên đi lại thằng nó thì bài nhá ở đó bây giờ tập hợp nó được không có thể chính cháu bây giờ xin đông cô có thể chính cháu cô khổ đông khổ của nó đông đông ông bu đi đi thì như bảo đấy mình là mà lại bu đi đi xin về cho cháu hồ của nó thì làm này tập hợp thì như như cái sao nhá cái đi thay nhau nhá nó thì mình nhé đi thay nhau nhá của nó không nhà như vậy cho nó anh nhá sưu sưu bây giờ tiền đi lại chính thì bài nhé rồi cho nó phải tiền chăn nhá xuống nhá tôi không thể đi nữa tôi còn đi nữa xuống tôi đi amu và sửa tôi còn chỉ bằng nhé là bạn nghe tôi cũng thể đi đi nữa amu sửa tôi còn chỉ bằng nhé cố khổ nó cố khổ đi theo tôi còn cố khổ đi tới nhà mình làm mà thôi thì tôi chọn một lúc câu thấu một chỗ phải đi số bây giờ tôi nhà phải đi mua cái ra và sửa không nhà đi chỉ bằng nhé vì thế thì tôi khổ rồi lại cái này đi in cái này cái này thì mà xin cái này tôi chọn một lúc câu thấu một chỗ phải đi mình nhà xuống nhé tôi nhà phải đi sửa phải đi mua cái ra và sửa không nhà đi chỉ bằng nó vì là bằng hai chế tôi không bu bón tôi không bu thì trong tới nhà nhà mình thì mà thôi thì bón nó rồi tôi không bu thôi thì trong cháu khuê này bu cái ra mà sửa nó tôi nhà thì tôi khuê quá tại sao tôi nhà thì tôi khuê nhé thì cái này đi qua xin rồi thì cái này ông gặp cái này đó trong qua cái ví dụ như một cái ông bu lên qua cái bài bài mới bón rồi đông nhà mình nhé để đông ở đó chạy xong mình mới qua bón rồi bây cháu chế rồi ngã cháu nhé cháu nó bây giờ là cái này xin cháu nó bây giờ như cháu rồi lấy cái đi này cái đi này mình lại cái đấy bón rồi lấy cái đi rồi xin vào bây giờ đó cũng làm được cái đó mà nó cái bài đi cái lông mà chạy nó bón rồi cái cái bài đi như cái sao đó rồi mình lại lên như vậy thì là rồi nó vác khó phụ đầu như mình làm á cô muốn sinh ra để cho một lúc đã rồi phụ đầu như mình làm á sinh ra để bỏ nhé phụ đầu như mình làm á để chăm như mà sinh ra trong khi không nhà như xí bỏ nó rồi phụ đầu như mình làm á sinh ở cô muốn khác cái chân cho và đi mình làm như cái sao nhà xí mình là đi như cái sao mà xí không nhà cô ra thả vào được nhá rồi nó vác xí ra đó về bu khác thôi và nó xí tông như xí cô khuyên như cái sao bỏ nó bu khác đi đâu mà đấy tông như xí cô khuyên như cái sao nhé tông như xí cô khuyên thật nhẹ ở bu ở miền bắc như cái sao nhà nhá thế đó đi về tập mà xuống đông đông cô của thì đông ông mua đi thì sinh ra tập một lúc cô tập mà rồi đông như sư cô khuyến đi về dài dài vẫn thế rồi cô tập thêm mà về đông như sư cô khuyến thành ba mươi sư cô khuyến thì ở bu và tiền đi ở bu dài dài mà cô tôi ở tiền này thao gì này thế vẫn phong nhà tập như vật chế bài nhá thế rồi thì phong nhà đây cũng đông như cái sao mà sư mà mới sư ở nhà bao qua cả rồi đó thì chính là cả rồi như thế nhà này mà chế thế vẫn thế rồi cho nó bây giờ cái là đi đến mà sẽ chắc là sẽ chắc ไอ้เราไม่ซื้อเงินเลยเว้ยทีวีเรื่องนี้สักคนชอบยูทูบครับว่าไอ้เราสักคนชอบยูทูบส่วนนี้เว้ยทีวีเรื่องนี้วันนั้นกูขนาดทุเรศเนี่ยขายขายมาที่ภาษีขนาดนี้ได้ใส่ได้ใส่เนี่ยพอมีงานทีวีเรื่องนี้เปลี่ยนเปลี่ยนที่เราอารมณ์เลยที่ดีก็มีเงินกระจายยาบ้าเลยที่เราเนี่ยไปยาบีบ้าเนี่ยไอ้เราไม่ซื้อเงินอันนี้เนี่ยที่เราที่เอามาเทปถ่ายเพราะว่าเนี่ยแบบนี้ไม่ซื้อเงินสิครับเอาไปเขายามุบเอาไม่เอาเขายามุบเอาเนี่ยไอ้เราไม่ซื้อเงินสิอันนี้มาที่เรามีที่ไอ้จู่ทุเรศที่ยานตัวบ้านเราจะเข้าความจริงในมิจฉาโลกบางคนเข้าใจมามาเข้าใจในมิจฉาปัญญาไอ้เราจะนั่งที่มาเข้าใจแต่ทางใดเนี่ยมิจฉาโลกอันนี้จะนั่งที่มาตู้จีกันเนี่ยตู้จีเนี่ยวันนั้นตู้ดีกันได้ในมิจฉาส่วนนั้นตู้ดีกันเนี่ยงานเขาว่าจะปนไอ้เราตู้ดีกันเนี่ยตู้จีเนี่ยมิจฉาสี่เอ็ดส่วนนี้ถ้ามองไอ้ยังเปลี่ยนดีกว่าปนตู้จีเนี่ยก็ไม่ใช่ยังเปลี่ยนดีกว่าตู้จีเนี่ยมิจฉาสี่เอ็ดส่วนนี้เนาะตัวเนี่ยไปวันนั้นก็คงใช้แต่ที่เราคะแนนเนี่ยเข้าอย่างเนี่ยไอ้ดีအဲ့နဲ့ထူမာတာလေးကျွန်တော်ဘက်ကိုဝင်လှည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တခြားအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะကျွန်တော်ဘက်ကပေါက်ပြီးနံပါတ်လုံးဝလုံးဝပြုတ်ကြတော့ငွေကြေးကောက်ခံအခြေမရှိပါဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ခဏများထူးခြင်းနဲ့ကော်မရှင်အများပြန်ပြီးတော့ပြင်နေဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်ကဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တယ်3989689999ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုမမဆီပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘောเนาะကော်မရှင်အများပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းနဲ့လာပြီးတော့ထူးခြင်းနဲ့ဆင်များလို့လက်ခံပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြည့်ရှုလာတဲ့မိတ်ဆွေများဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အမြဲကြည့်ရှုလာတဲ့မိတ်ဆွေများဆိုတော့ပြီးပါပါကျွန်တော်ဟုတ်အရင်လုပ်ငန်းစလုပ်ပြန်နေမှလည်းယခုအချိန်ကာလကြီးမပြောင်းလဲတဲ့အတော့ကြီးလာတဲ့ဘာသာဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့လို့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကနေလည်းစဉ်းစားလို့ပြန်ပေါ့နော် channel လေးကိုကျွန်တော်ရတဲ့များ channel လေးကိုတင်ပေးတဲ့ပြေးတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဟိုအရင်လုပ်ငန်းစလုပ်ပြန်ယခုအချိန်ကာလကြီးဒီရှိရက်ဒီလောက်ကိုင်းရတဲ့ဆိုရလည်းပဲနှာခံမှုရှိစွာရက်ဒီလောက်ကိုင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုတိုင်းဒီတိုင်းမှာလည်းဖုန်းနံပါတ်ကိုမှားမှားစေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအမြဲတမ်းဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုရှိရင်မျိုးစိုးအနေနဲ့မှားမှားပဲဆက်တဲ့အခါမှာပဲဘာမှားမှားပဲဆက်ပြောမှားတာကြီးအရောစားပိုင်းရောငွေကြေးပိုင်းရောဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုပြောရတယ်ပေါ့နော်မှန်ကန်မှုရှိစွာအလုံးစုံရရှားမှလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကြောင့်မှားမှားအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့
thế thì bây giờ chị sẽ bảo nhá, ở đâu mấy chị nhá, anh em nhé, ở đâu sao anh em chị bạn cho vào đó cho nó xem mà cái này nhà tôi mà cũng thấy nhà đang ở mà cái ở bên ngoài này cũng có con nhưng mà đi đâu nó sống đi vào đấy, ở đâu mang ra mua xí xóa lâu lâu kể cho cháu mua nước mấy chị nhá, anh em này đấy mang ra cái cái này đấy cũng nhiều lắm đó, à một cái này nhà thu chị này là để có một chị em nhà tiền bây giờ tiền chị này là thì uống sao được chị này sẽ nhà thì ông gặp phong vận là thông nhà vào cổ tá phải vào phong nhà vào cổ tá thì chị sẽ được lại báo được mấy chị nhá. À cô bây giờ chị đẹp tên mình nghĩ ông bảo nó ai nghe mà này thế cho nó ít xin lại ạ thế thì xin lên chị này xin lên này mà nhá ai đó thì đang thu đây thì cho nó xin mà giá xin nhà bảo nó yêu xa ra đó sẽ dễ ra bá nó phải cho nó xin mà giá xin này thì đi hạ thu ở tại chợ cả đó bảo nó phải này xử cái đó mà ở chợ cả đó mới thu được thì yêu xa bằng cái gì chỉ phải cho cả đó cái cha một điều mà xì ạ bảo nó thì đi hạ cái cha này này vào đó mới xử được anh này phải này xử nên sử dụng cái nó xin mà đưa cái này thu mua khoan thang cho phụ chỉ là này bọn nó ở trên đấy mà cái khoan thang cho phụ chỉ là này nên cũng có một số ngay cả cái nó cho nó các anh mà liên tục bị ở bên ngoài đấy rồi tận trong đó này trong đó một thu chi gì đấy giống như là cái commission của sau là cái nó biến đi đó cho bên ngoài không nhỉ rồi nên sử dụng này đấy thì đang thu được thu ra bên dưới commission nó biến nó mới sử dụng được gì như đi mà số giá sinh lại chủ không như thế này các mặt hàng không khác gì là giá sinh lại chủ không như thế này cho nên mà thu là mới xảy ra ở đó thì lộ tiền thả vào đấy rồi tại đây này tại đây mới thu được gì là số mà commission của sẽ là cái này là bị đi vào nhá rồi nếu như là mình thu tiền nhà nhà đó commission giao ở bên nhà nhà đó bọn nó mình giá sinh lại commission không khác gì cả đấy sẽ là cái này cũng là cái này sẽ là cái này sẽ được xem như sao đặc biệt bọn nó thu chi đi lại giao ở đây lại đấy thu tiền giá sinh lại không như thế này nữa cho nên các anh mà để trả lại thì lộ tiền thả vào nhá ai đó mình đi đi vào ở bộ mà đấy bên bên nhà sao thì nó đi đâu phải đi 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 đâu phải bảo cho khi chạy ngang thì bọn nó của gì nó sao đó nhỉ ở ở cái chồng này đấy mình xin nhà này này yêu cũ đi theo cái gì là mình sẽ ở bên nhà ba mình xin này đấy thôi chỉ xét trong một mùa này sẽ được rồi cái này nhà thôi được rồi bảo còn chuyện nhau nhận việc bên nhà đó đấy nó lại đi trả đi bây giờ đi vào được nhá rồi tôi nói với các bạn mang cái mũ xịt xoáy lên được rồi thì để cho chồng bố mang cái mũ xịt xoáy rồi nó cái này nhà thôi được đấy có một người anh em bên nhà tôi vừa nói nó thì thằng này chắc là cái chuyện gì chỉ để bọn nó cái chuyện mà động mình cái mà xem tất cả những cái xem như vậy nên cái mà xem nó đâu nói cái xem như thế cái này thì chuyện gì nhá chỉ bảo nhá rồi cái nó bây giờ là cái chuyện gì mà đang cái mà và ra phố này là cố sẽ được gì đó cái này là nó thu âm như này mà đấy thì cái nó bây giờ bị đại bại nhá rồi ai luôn đó mình xin nhá mình vừa là cho người ta đẹp đi theo anh em ạ nó chặt được chặt đó là có nó chặt đó là có cũng như chặt cái ra thì có bao quanh nhau như này mà đấy nên là những tập quán cao nên là như thế này sẽ nó thì tốt hơn thay vì là tự đi mua mà sẽ tập quán cao đó sẽ không như là như mà lại thay vì là tiêu thì là như thế gì đấy phải là thay thế đấy bọn nó là như thế gì là như thế tập quán cao nên là chắc như tập bài và đi nên là sẽ nó đi đông như chắc chắn đấy đông như tập đi ô cô bị ở đại nhá ở khuê nên là sẽ nó đông như thế này nó ở khuê ô cô bị ở chắc như tập đấy bọn nó ở đó mình sẽ nhà ai làm cái đó lại cho chúng nó sẽ tự đi được chắc cái đấy nói chuyện với các chị đi anh em ạ, tâm như vậy thì nếu như vậy chị đi ở khách sạn này mà đấy, tôi đó để cha ở chắc cái chân người ta sẽ nhận cha chắc cái cao mà nhé, em làm như thế nào chân người ta nhận tâm như cô ấy biết nếu như cô ấy biết đi đâu cả ra gì ở bao quanh nhà này nhà xin gió khách sạn này ra gì ở xin đi chào vào thế, anh cũng căng cao mình nhà sản ở bao quanh nhà thì mình sẽ nhà xin chào vào thế để cho anh em nó xuống một khoản đồng một bạn nhé, thì tôi đi về này, nghe nghe đấy, chị chủ ở bây giờ là mấy gì nhà tiêu chí là người đó, tôi thuộc vào chị chủ thì chị bạn nhé, anh cũng chị đi từ mà nhé.